Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Vlog PA Marketing. Tên tôi là Phan Anh, là giảng viên Đại học và chuyên gia Marketing Online từ năm 2008 đến nay. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái bài tập mà rất là thực tế. Đó là làm sao để bán điện thoại Samsung cho một khách hàng yêu thích và đang sử dụng sản phẩm là điện thoại iPhone. Đây là một cái bài tập mà khi một cái công ty về bất động sản họ mời tôi vị trí giám đốc kinh doanh cho tập đoàn, và anh chủ tịch có nói rằng là thôi anh không tin tưởng bất kỳ ai, anh sẽ đưa ra câu hỏi phỏng vấn em. Và anh ấy chìa ra cái điện thoại iPhone 12 Pro Max, anh nói là bây giờ anh đang dùng điện thoại iPhone rồi, và nói thật là anh cũng rất là thích iPhone. Bây giờ làm sao em có thể bán cho anh điện thoại Samsung, một chiếc điện thoại Samsung mà trong khi anh đang rất là thích iPhone? Thì đây là một cái bài tập tình huống mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều dân sale, dân làm kinh doanh, dân làm marketing chúng ta gặp phải khi mà chúng ta bán những cái sản phẩm tương tự của mình vào các hệ thống, vào các cái khách hàng, khi mà họ lại đang bán những cái sản phẩm của đối thủ, đúng không ạ? Thì từ đó chúng ta có thể học hỏi một vài cái kinh nghiệm nho nhỏ trong cái video này. Tôi hy vọng là tôi đã giúp ích cho các anh chị và các bạn một chút, đúng không ạ? Làm thế nào để bán điện thoại Samsung cho một cái khách hàng đang sử dụng điện thoại iPhone? Đây là cái ảnh mà tôi chụp trong cái cửa hàng Apple Store tại Mỹ và tại Silicon Valley luôn. Tên tôi là Phan Anh, đây là các cái thông tin cá nhân của tôi, các anh chị có thể biết hoặc là các anh chị có thể search trên Google. Ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu bán. Thế tôi cũng nói với anh ấy luôn là trước hết là rất là cảm ơn anh đã đến tham quan showroom của Samsung. Và tên tôi là Phan Anh, là giám đốc kinh doanh của Samsung. Thì hôm nay tôi rất là cảm ơn anh, rất là vui để có thể tiếp đón anh tại cửa hàng. Và sau đây thì cho phép tôi sẽ giới thiệu với anh một số các model mới nhất của Samsung. Thì trước hết thì anh cũng biết rồi, hiện nay thì Samsung và iPhone thì cũng là những cái thiết bị cao cấp nhất trên cái thị trường điện thoại di động. Ví dụ như là cái model mới nhất của Samsung bên em là có sản phẩm là S21 và những cái sản phẩm Note đầy cao, đúng không ạ? Thì giá thành thì anh cũng biết rồi là nó cũng tương tự nhau, nó cũng không đắt hơn nhau là mấy. Và cơ bản nhất là tiền bạc thì cũng không phải là vấn đề trong trường hợp này của anh. Bởi vì một cái 30 triệu, một cái 32 triệu hay một cái 28 triệu thì nó cũng không chênh nhau là bao nhiêu, đúng không ạ? Bởi vì anh đang sử dụng chân tay sản phẩm iPhone Pro Max 12 bản mới nhất luôn, thì là cái sản phẩm cao cấp nhất và đắt nhất trên thị trường rồi. Cho nên là không phải so sánh về giá. Cũng đều là các cái thương hiệu cao cấp và thương hiệu uy tín trên toàn cầu, và đều có những cái hệ sinh thái phần cứng, phần mềm mở rộng, ví dụ như là máy tính này, máy tính bảng này, hoặc là các cái đồng hồ, hoặc là các phần mềm vân vân. Bản thân em thì cũng đang sử dụng iPhone và MacBook, nên là em rất là hiểu cái trải nghiệm của người dùng Samsung, em rất là hiểu. Tuy nhiên thì hôm nay thì với tư cách là giám đốc bán hàng của Samsung thì em xin phép là giới thiệu cho anh cái sản phẩm này theo đúng cái yêu cầu của anh. Thế thì cũng có một chút cái sự khác biệt giữa iPhone và Samsung. Ví dụ như là iPhone thì cũng có được cái sự yêu mến của cộng đồng khách hàng. Đó, thích cái thương hiệu Apple từ trước đến giờ rồi. Và nó cũng có một chút cái sự khác nhau về hệ điều hành giữa iOS và Android. Tuy nhiên cái sự khác nhau này cũng không quá nhiều. Đó, Samsung thì có cái vẻ ngoài là nó cũng khá là thời trang và có nhiều màu sắc lựa chọn hơn. Camera thì cũng sắc nét hơn. Và quan trọng nữa là Samsung chính là nhà sản xuất màn hình cho Apple, tức là khẳng định cái chất lượng của Samsung cũng rất là tốt. Thì cái điều này để cho anh có thể yên tâm về cái việc là anh sử dụng cái sản phẩm Samsung của bên em là một cái sản phẩm cao cấp nhất, đúng không ạ? Và tốt nhất cũng như là bền, cũng không có vấn đề gì cả, bởi vì Samsung còn sản xuất cho Apple cơ. Thế thì đầu tiên cho phép em được giới thiệu anh phiên bản model mới nhất là S21 của Samsung, và với mục đích thuyết phục anh là mua cho chính mình. Thế thì anh mua cho chính mình thì em không hy vọng là anh sẽ bỏ cái con iPhone của anh đi, mà anh mua thêm một sản phẩm nữa. Để làm gì? Bởi vì anh hiện nay là chủ tịch của một công ty bất động sản, thì anh sẽ có rất nhiều các công việc và rất nhiều các cái dự án khác nhau. Thì anh có thể sử dụng SIM số mới dùng cho một công việc mới, hoặc là dự án mới, hoặc là một số anh có thể dùng cho việc cá nhân, một số anh có thể dùng cho công việc, vân vân, đúng không ạ? Nó có thể giúp anh hỗ trợ về mặt pin trong trường hợp hết pin, bởi vì ngày nay thì anh em mình đều vào mạng cũng như là sử dụng công việc rất là nhiều, cái thời gian sử dụng điện thoại di động rất là nhiều, cho nên là nó có tình trạng là có thể
cạn kiệt pin, đôi khi chúng ta quên không sạc đúng không? Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể lưu trữ được thêm nhiều dữ liệu, nhiều hình ảnh, nhiều video. Và Samsung phiên bản mới nhất S21 cũng là một cái sản phẩm rất là có đẳng cấp và thiết kế rất là thời trang, phù hợp cho doanh nhân đúng không? Và trải nghiệm về hệ điều hành Android cũng có thể là một cái trải nghiệm mới, kèm theo một cây bút rất là thú vị của Samsung, anh có thể thử. Đó, thì việc đầu tiên là em muốn anh mua cho chính mình là như vậy. Ngoài ra thì em cũng gợi ý cho anh thêm, đấy là anh có thể mua cho người thân, cụ thể anh có thể mua cho vợ hoặc là bạn gái của mình. Trong trường hợp này thì nếu mà bạn biết anh nghĩ là đã có vợ rồi thì anh sẽ nói là cho vợ đúng không? Vâng, cho vợ của mình, hoặc là chưa có vợ thì là tặng cho bạn gái người yêu đấy đúng không ạ? Vâng, nhân cái dịp kỷ niệm ngày cưới hoặc là ngày quen biết nhau hoặc là ngày sinh nhật, hoặc là tặng thưởng cho người yêu hoặc là vợ của mình hay chồng của mình đúng không ạ? Vì đã hy sinh, đã ủng hộ, đã hỗ trợ cho sự nghiệp của người chồng trong một năm vừa qua, năm 2020, một năm rất là khó khăn đúng không ạ? Thì đấy là một cái lý do rất là tốt để anh có thể tặng một món quà và tạo sự bất ngờ cho chị, vân vân. Ngoài ra, lý do tiếp theo anh cũng có thể mua cho người thân, đó là anh cũng có thể mua biếu cho bố mẹ đẻ của anh hoặc là bố mẹ vợ của anh, với mục đích là để cho ông bà gọi điện video call cho con cháu. Bởi vì ngày nay cái nhu cầu mà ông bà muốn nói chuyện với con cháu thông qua video call, thông qua Skype hoặc là Google hoặc là Facebook hoặc là các cái phần mềm khác đúng không ạ? Nếu mà giữa các iPhone với nhau thì nó có phần mềm FaceTime, nhưng còn giữa nền Samsung với Samsung thì nó sẽ có phần mềm khác đúng không ạ? Hoặc là giữa hai thiết bị khác nhau thì chúng ta phải dùng những cái phần mềm khác. Ok, thì em cũng sẽ cài luôn phần mềm cho anh. Thì đây là cái nhu cầu rất là thiết yếu của các gia đình mà khi mà con cái sống ở thành thị và bố mẹ hoặc là ông bà sống ở quê và rất là muốn nói chuyện với con cháu. Em nghĩ đây là một lý do rất là thuyết phục mà để anh thể hiện cái tấm lòng với bố mẹ mình và tạo cái sự gắn kết với gia đình rất là tốt. Vâng, và cái lý do tiếp theo em muốn thuyết phục anh mua sản phẩm Samsung của bên em, đó là mình có thể mua để tặng cho nhân viên, tặng cho sếp hoặc là tặng cho đồng nghiệp. Đó, tóm lại là cái yếu tố là đồng nghiệp đúng không ạ? Thì mình có thể tặng sếp nhân dịp sinh nhật sếp đúng không ạ? Tặng đồng nghiệp, tặng nhân viên, tặng cho đội nhóm của mình nhân dịp là dự án thành công này, hoặc là ký được hợp đồng mới này, hoặc là bán được các dự án mới này, hoặc là tặng thưởng cuối năm trong các cái buổi lễ end year party của công ty đúng không ạ? Hoặc là tặng cho đối tác, hoặc là làm cái quà bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng vân vân. Có rất nhiều lý do để thuyết phục anh ủng hộ cái sản phẩm của bên em. Ngoài ra thì em cũng sẽ, vì anh là khách VIP của bên em, thì em cũng có thể là tặng cho anh thêm cái quyền lợi, những cái quà tặng, những cái phần mềm ứng dụng mà Samsung kết hợp với đối tác, hoặc là tặng cho anh thêm một cái quyền lợi VIP khi mà anh sử dụng cái sản phẩm này, thì anh có thể được nghỉ ở các cái hạng thương gia ở trong các cái phòng chờ, rồi thì được cái quyền giảm giá khi đi nghỉ dưỡng ở các khách sạn 5 sao vân vân. Và đặc biệt đối với anh mà anh đã đến đây rồi thì em cũng có thể là bán cho anh một cái phiên bản giới hạn, phiên bản đặc biệt mà có chữ ký của ngài Park Hang-seo chẳng hạn, ví dụ như vậy vân vân. Thì tôi cũng gợi ý với các bạn một số những cái lý do, một số những cái thuyết phục để thuyết phục khách hàng mua một cái sản phẩm mà họ đang rất là thích của đối thủ rồi đúng không ạ? Trong trường hợp này họ đang thích và sử dụng iPhone nhưng vẫn thuyết phục họ mua Samsung, thì tôi đưa cho họ bốn lý do như vậy: mua cho chính mình, mua cho vợ hoặc chồng người thân đúng không ạ? Mua cho bố mẹ và mua cho đồng nghiệp, thậm chí bạn có thể bán được rất nhiều sản phẩm. Đấy. Tất nhiên bạn phải có cái sự so sánh. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi series video của chúng tôi trên kênh PA Marketing. Nếu như các anh chị và các bạn có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến quảng cáo, bán hàng, tăng trưởng doanh số và các chiến lược về marketing, thì các anh chị có thể liên hệ với PA Marketing hoặc là tôi, là giảng viên Nguyễn Phan Anh, ở địa chỉ phananhonline@gmail.com, facebook.com/phananhonline, số điện thoại 0989 623 888. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn, và nếu các anh chị thấy video này hay thì hãy chia sẻ cho chúng tôi. Xin chào.